koneknya. FC-nya. Yeah,
tiền cân nhỉ? 10.000 cân. Cho mình 2 cân đi. Quả già ngon đấy nhỉ. Đâu? 2 cân anh ạ. Ok. 20.000 nhá. Gửi nhá. Cảm ơn anh ạ. Hỏi là cái quả nào nó có con sâu ăn ấy, quả này nó mới ngọt ấy. Hai mươi nghìn, hai cân tí mà em lấy 20.000. Đi mua quả anh. Mình đọc tin cũng phải biết đấy. Bán cho quả với. Bán cho quả hả? Mấy cân? Lấy 30.000 được mấy cân? Zin bốp. Zin nhỉ? Luôn zin 3 cân. Bình thường. Đây ăn thử đi. Ăn bán quả hả chị? Ăn cái quả đôi là hay để cân bao nhiêu đấy chị? Quả thì nó cho em 2 cân. Hai quả. Trên nhà ngoài là toàn để đôi mà. Đem trội đấy. Xem nhá, mẹ chị không để nhiều, không để con đôi, nhưng mà bà bá ở trên này để con đôi, bà gì cũng để con đôi. Yeah. Mỗi mẹ chị là để 2 lần, chưa để 1 lần nữa rồi, nhưng mà để nhiều lần chắc. Còn gốc của chị bây giờ là 2 cân, hay là 20.000. Gửi nhá. Chị xin. Ờ nhá. Con gốc của mình. Có nghĩa là ông bà nội của chị đấy. Ông bà ngoại. Lên. À, ông bà ngoại. Ông bà ngoại là chạy lạc từ dưới quê. Quả anh ơi. Bán quả. Bán như nào đấy? Cân 10.000. Chỗ đấy là bao nhiêu tiền? Chắc tầm hơn 2 cân là 20.000. Đây, số 30.000 luôn này. Thế không cần phải cân thế nhá. Vâng. Tôi tất túi cho anh. Rồi, ngon đấy nhỉ? Ngon mà anh. Để ăn, có cáo luôn. Em xin nhé.